Xin chào mọi người đến với Hoàng Uyên Channel. Lại là mình đây, mình là Nguyên, trưởng phòng kinh doanh đến từ Hoàng Uyên. Những dòng insert tiện, chip tiện phổ biến trên thị trường hiện nay với lớp vật liệu nền thông thường là carbide không phủ hoặc có phủ CVD, PVD, sơ mét phủ hoặc không phủ, ứng dụng gia công cơ bản. Các dòng insert kể trên có thể gia công tốt với nhiều vật liệu khác nhau như thép, gang, inox, vân vân. Hôm nay mình xin thực hiện video này để chia sẻ thêm một chút kiến thức về dòng insert tiện PCD và CBN để giúp các bạn đa dạng thêm các phương án lựa chọn gia cụ gia công phù hợp với yêu cầu. Cấu tạo của insert PCD hoặc CBN sẽ khác một chút so với các dòng insert phổ thông. Hai loại insert được cấu tạo từ vật liệu nền carbide, nhưng phần lưới cắt, vùng làm việc sẽ được làm bằng vật liệu PCD hoặc CBN. Đó là cấu tạo chung của gia PCD và CBN. Sau đây mình sẽ đi chi tiết vào định nghĩa của từng loại. Đầu tiên là insert PCD. PCD là viết tắt của Polyrhizotonite Diamond, hay còn gọi là kim cương đa tinh thể. PCD là vật liệu tổng hợp từ các hạt kim cương nhỏ với kích thước từ 10 đến 50 micromet và được thiêu kết cùng phụ gia liên kết là coban ở áp suất và nhiệt độ cao. PCD là vật liệu có độ cứng cao nhất trong các vật liệu dùng làm gia cụ cắt gọt. Ngoài có độ cứng cao, kim cương đa tinh thể còn có độ bền dai và chịu được va đập hơn kim cương tinh thể đơn thuần túy. Kim cương đa tinh thể luôn giữ được tính sắc bén tốt hơn khi bị mài mòn trong quá trình cắt gọt. PCD chỉ dùng cắt gọt cho những vật liệu phi sắt như nhôm, đồng, kẽm, gang sợi thủy tinh, vân vân. PCD không thể dùng gia công cắt gọt vật liệu có tính sắt vì bị phản ứng hóa học xảy ra giữa sắt của vật liệu và carbon trong tinh thể kim cương của dao khi dao tiếp xúc vật liệu dưới điều kiện nhiệt độ lớn hơn 700 độ C và tạo ra hợp kim sắt 3 carbon. Nếu phản ứng này xảy ra thì cấu trúc tinh thể của PCD sẽ tự phá hủy. Như vậy, dao bị mai mòn và yếu đi bởi hóa tính chứ không phải ly tính khi tham gia cắt gọt vật liệu sắt. Còn insert CBN là viết tắt của từ cubic boron nitride. Tương tự PCD, CBN là nguyên liệu tổng hợp từ các tinh thể boron, nitơ có liên kết dạng lập phương, bền vững thiêu kết cùng phụ gia liên kết ở nhiệt độ cao, áp suất cao. Cấu trúc CBN dùng boron và nitơ thay cho carbon trong PCD, nên về lý tính CBN có độ cứng chỉ đứng sau PCD nhưng chịu nhiệt độ rất cao từ 1300 đến 1500 độ C. Về hòa tính, CBN trơ, không bị oxy hóa hay phản ứng hóa học với sắt. Do đó, CBN thích hợp với làm gia cụ cắt gọt cho vật liệu thép có sắt sau tôi, vật liệu có độ cứng cao hay dùng làm đá mài. Tiếp theo, mình xin chia sẻ về ưu điểm, nhược điểm của từng dòng để bạn có thể hiểu và lựa chọn đúng, phù hợp cho nhu cầu gia công. Thứ nhất, về ưu điểm của PCD, do đặc tính của PCD được nung kết từ các hạt kim cương có kích thước siêu nhỏ ở cùng một áp suất và nhiệt độ cao nên có độ cứng cao và khả năng chống mài mòn tốt. Các tinh thể kim cương chỉ từ 10 micron đến 50 micron, có độ sắc bén cao, thích hợp để cắt, gia công các dạng vật liệu mềm, phi sắt, kim loại màu. Sử dụng chip PCD sẽ cho bề mặt sản phẩm sau gia công có độ bóng cao, sẽ có màu cầu vồng. Do các đặc tính của PCD mà mình đã chia sẻ phía trên thì PCD phù hợp cho gia công các vật liệu không chứa sắt như nhôm và hợp kim nhôm, đồng, đồng thau và hợp kim đồng, vàng, bạc, titan, combo dài. Gieo tiện PCD được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tốc độ cắt cũng sẽ đa dạng trong phạm vi rộng. Trong một số ứng dụng nhất định, tuổi thọ của dụng cụ PCD sẽ gấp 10 đến 50 lần dụng cụ cắt gọt bằng hợp kim. Thứ hai là ưu điểm của insert CBN. Insert CBN sẽ là lựa chọn tối ưu, chuyên để gia công vật liệu sau nhiệt có độ cứng trên 50 HRC. Bên cạnh đó là khả năng chịu mài mòn cao, khả năng chịu xoắn, chịu uốn tốt. Ở insert CBN, các bạn có thể gia công được ở điều kiện khô hoặc ướt. Insert CBN cũng sẽ có những dạng lớp phủ chuyên biệt để tăng khả năng chịu va đập. Tóm gọn lại, CBN là giải pháp tối ưu nhất cho phương pháp tiện vật liệu sau nhiệt, đáp ứng độ bóng bề mặt, hiệu suất gia công mà những dòng chip hợp kim không thể đáp ứng. Ngoài ra, mình cũng xin phép được chia sẻ thêm một vài phân loại CBN theo hàm lượng. Thứ nhất, hàm lượng CBN 50%, hoạt động tốt nhất ở vật liệu có độ cứng từ 50 đến 60 HRC. CBN được thiết kế cho các ứng dụng hoàn thiện, tốc độ cao với các vết cắt nhẹ và không va đập. Thứ hai, hàm lượng CBN 60% được thiết kế để sử dụng cho các vật liệu có độ cứng 50 đến 60 HRC. Insert CBN sẽ được sử dụng tốt nhất cho các ứng dụng gia công thô và tinh với vật liệu gia công liên tục chịu sự va đập nhẹ.
Thứ ba, hàm lượng CBN 65%, hoạt động tốt ở vật liệu có độ cứng 60-65 HTC, sẽ xử lý một số ứng dụng khó hơn và chịu va đập nhiều hơn. Và cuối cùng, hàm lượng CBN 75%, sẵn sàng cho các ứng dụng khó khăn nhất, nó sẽ xử lý các ứng dụng gia công chịu va đập mạnh. Tất nhiên, ưu điểm của gel PCD và CBN rất nổi bật, nhưng bù lại vẫn có những nhược điểm khi bạn lựa chọn một trong hai dòng gel này. Cụ thể như, thứ nhất, giá cả sẽ tương đối cao, chỉ thích hợp cho những đơn hàng gia công hàng loạt, số lượng lớn. Thứ hai, điều kiện gia công, máy móc phải đủ tốt. Thứ ba, thế mạnh là gia công vật liệu tròn trơn, nếu có va đập, phải cần xem xét kỹ chế độ cắt. Từ các phân tích của mình ở phía trên thì mình xin rút lại vấn đề khi nào chúng ta lựa chọn PCD để gia công và khi nào chúng ta dùng CBN để gia công. PCD gia công cho vật liệu không chứa sắt như đồng, đồng thau, đồng hợp kim, nhôm, vàng, gốm, titan, v.v. CBN gia công cho các vật liệu có hàm lượng carbon lớn và các vật liệu sau khi nhiệt luyện như thép hợp kim sau nhiệt, thép gió sau nhiệt, thép rèn, gang xám, gang cầu, v.v. Tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện về máy móc, bạn có thể chọn cho mình insert tiện PCD hay insert tiện CBN cho phù hợp với nhu cầu gia công của mình. Tất cả các phần mình vừa trình bày phía trên sẽ đủ cơ sở để trả lời câu hỏi một số đông các bạn đặt ra cho mình là tại sao giá thành của insert PCD và CBN lại khá cao. Đúng, chi phí đầu tư ban đầu sẽ cao, nhưng hai dòng chip này sẽ mang lại cho bạn sự ổn định, hiệu suất cao, tuổi thọ dài gấp nhiều lần dòng chip hợp kim, giảm thời gian thay đổi giao cụ. Tự chung, bài toán kinh tế, bạn sẽ thấy dòng chip này không hề đắt chút nào so với giá trị chúng mang lại. Hy vọng với video lần này của mình sẽ giúp các bạn có thể hiểu thêm phần nào về insert PCD và CBN. Các bạn sẽ có thêm một lựa chọn hợp lý về giá cả và năng suất với những đơn hàng số lượng lớn. Nếu muốn trải nghiệm hai dạng chip này, hãy nhấc điện thoại và liên hệ ngay với Huscom. Video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, mong các bạn hãy like, chia sẻ để làm động lực cho chúng mình tiếp tục ra những video tương tự. Và đừng quên hãy subscribe ngay kênh fanpage YouTube hoặc truy cập website của Huscom để được cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm, công nghệ, kiến thức ngành cơ khí chính xác. Ngoài ra, công ty Huscom chuyên cung cấp giải pháp, công nghệ và dụng cụ cắt gọt cho ngành gia công cơ khí chính xác. Nếu các bạn quan tâm hoặc cần hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Huscom ngay qua số hotline hoặc Zalo 0903 867 467 hoặc gửi email đến sales@huscom.vn. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.